Cristiano Ronaldo, Jorginho, Lewandowski, Gareth Bale, Ibrahimovic, Van Dijk hoặc Haaland. Dù cho bạn có không muốn tin, nhưng thực tế phũ phàng chỉ ra sẽ chỉ có 3 ngôi sao trong số này được dự World Cup vào mùa đông năm tới. Với cầu thủ được đánh giá đẳng cấp cao hàng đầu trong lực lượng của Italia như Jorginho mà nói, anh đã vừa thất bại trong việc thể hiện uy tín cùng sứ mệnh của mình. Đó là lý do vì sao tôi luôn cho rằng Jorginho có một khoảng cách nhất định với top những ngôi sao tinh hoa của thế giới. Dù cho mùa giải vừa qua, chẳng ai giành nhiều danh hiệu hơn anh ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia cả. Người ta nói penalty là trò may rủi, nhưng cam kết thực hiện nó từ một người được gọi là chuyên gia đá phạt đền thì không phải là chuyện giỡn chơi. Jorginho đơn giản là đã gây thất vọng khi không làm tốt nhiệm vụ để giúp Italia chốt hạ Thụy Sĩ trong trận cầu then chốt ở lượt áp chót. Nhưng đến trận hòa bế tắc trên đất Bắc Ireland thì lỗi không còn ở một mình Jorginho nữa, đó là lỗi của cả tập thể đang còn thật nhiều vấn đề và việc phải đá playoff chính là hình phạt xứng đáng dành cho họ. Vượt trùng điệp thử thách để giành lấy tấm vé vớt vào tháng 3 tới, Italia mới có thể tái chứng minh mình là ông lớn vừa vô địch Euro. Bằng không thì Jorginho, Chiesa, Barella hay Donnarumma vắng mặt ở World Cup. Dù vô cùng đáng tiếc nhưng cũng sẽ là một bài học xứng đáng. Na Uy thậm chí đang đứng thứ 3 ở bảng G khi vòng loại chỉ còn một lượt trận. Họ đang bằng điểm với đội đứng nhì là Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng kém hơn một chỉ số bàn thắng bại. Hoàn cảnh đó buộc Na Uy phải cố gắng giành chiến thắng trước đội đầu bảng Hà Lan để tự quyết định số phận của mình. Tệ hơn nữa là Na Uy sẽ phải làm điều đó trong bối cảnh mà ngôi sao lớn nhất của họ, Erling Haaland, đang bị chấn thương hồng và chưa thể sớm trở lại. Cân nhắc một lần nữa, họ thậm chí còn chưa chắc suất đá playoff vào tháng 3 tới. Trong diễn biến liên quan Thổ Nhĩ Kỳ, những người cũng đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất dự playoff sẽ dễ thở hơn nhiều khi phải làm khách của một Montenegro đã hết động lực thi đấu. Thế nên, nếu không có một bước ngoặt siêu to khổng lồ giúp Na Uy hạ bệ Hà Lan ở lượt cuối, thì họ sẽ ngậm ngùi ngã ngựa ngay từ vòng loại. Hệ quả là sau Euro 2020, Hà Lan sẽ bỏ lỡ một giải đấu lớn nữa là World Cup 2022. Đó là bi kịch thật sự đối với một trong những cỗ máy ghi bàn được thèm khát nhất hành tinh ở thời điểm này. Ở mùa giải 2021-2022, Hà Lan đã có 13 lần nổ súng và 4 đường kiến tạo chỉ trong 10 lần ra sân cho Dortmund. Quá đáng tiếc khi anh lại chấn thương trong giai đoạn nước rút quan trọng của vòng loại World Cup. Robert Lewandowski đang là tay săn bàn đáng sợ nhất hành tinh vào lúc này. Anh đã ghi bàn cho vui ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong suốt thời gian qua. Chân sút 33 tuổi này xé lưới các đối thủ ở Bundesliga trong nhiều mùa giải và cũng thường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tàu ở đội tuyển quốc gia của mình. Nhưng bạn ơi, cái nghén chẳng thể làm nên nổi mùa xuân, Ba Lan có lẽ cũng đã biết số phận của mình từ lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup khi họ về bảng Y với nhà đương kim Á quân Euro, đội tuyển Anh. Không nằm ngoài dự đoán, sau 10 lượt trận, vị trí của Ba Lan là nhì bảng với khoảng cách 6 điểm ít hơn so với tam sử. Để đưa đại bảng trắng đến với kỳ World Cup tiếp theo, Lewandowski sẽ phải tỏa dáng rực rỡ ở vòng playoff sắp tới khi như đã nói số lượng vé là rất hữu hạn. Bằng không, ngày hội mùa đông ở Qatar sẽ không có sự góp mặt của một anh tài ưu tú nữa. Lewandowski đang là một trong những ứng viên cho danh hiệu quả bóng vàng năm 2021 với phong độ ngoạn mục cho Bayern trong thời gian vừa qua. Anh đã ghi 23 và có 2 đường kiến tạo trong 17 trận đã ra sân cho Hùng Xám ở mùa giải này. Hà Lan đang đứng đầu bảng G trước loạt trận cuối cùng của vòng loại. Song việc chỉ hơn 2 đội bám đuổi là Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ có 2 điểm, họ sẽ phải cực kỳ cẩn thận trước bầy sư tử đang bị dồn vào chân tường ở lượt cuối là Na Uy. Bởi lẽ nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, tức Hà Lan thua Na Uy trong khi Thổ thắng Montenegro, thì Virgil van Dijk và các đồng đội thậm chí còn không có nổi vé dự playoff. Khi đó họ sẽ tuột Partey xuống vị trí thứ 3 và hoảng hốt nhận ra mình ngã ngựa ngay từ vòng loại. Đáng lý ra, họ sẽ không lâm vào hoàn cảnh này nếu giành được chiến thắng trước Montenegro ở lượt đấu trước. Depay đã lập cú đúp từ sớm để giúp Hà Lan dẫn trước 2-0. Nhưng chỉ trong phút cuối, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Van Gaal đã liên tiếp đều lọt lưới để rồi vụt mất tấm vé sớm. Sẽ là một cơn ác mộng thực sự cho các ngôi sao của đội tuyển Hà Lan, từ Depay, De Jong cho đến Van Dijk nếu họ có lần thứ hai liên tiếp không được dự World Cup. Đặc biệt nhất là đội trưởng của họ, năm nay đã tròn 30 tuổi nhưng Van Dijk chưa bao giờ được góp mặt tại một vòng chung kết Euro hay World Cup nào. Ngôi sao của Liverpool từng bị chính huấn luyện viên Van Gaal loại khỏi danh sách tham dự World Cup 2014, dù trước đó anh đã chơi một mùa giải ấn tượng trong màu áo của Celtic. Phải đến năm sau đó, Van Dijk mới đá trận ra mắt câu lạc bộ da cam tại Kazakhstan. Nhưng sau đấy Hà Lan lại không thể vượt qua vòng loại Euro 2016 khi đứng thất vọng ở vị trí thứ tư sau cả Cộng hòa Séc, Iceland và Thổ Nhĩ Kỳ. Hai năm sau đó, Hà Lan tiếp tục bỏ lỡ vòng chung kết World Cup trên đất Nga khi đứng sau Pháp và Thụy Điển ở vòng loại. Đến Euro 2020, câu lạc bộ màu da cam góp mặt nhưng Van Dijk lại chọn ngồi nhà để chuyên tâm phục hồi chấn thương nặng.
Nếu cần tìm kiếm một điểm tham chiếu trong quá khứ thì cựu danh thủ Kees Kuijers, người cũng có 43 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan như Van Dijk hiện tại, cũng chưa từng góp mặt ở một giải đấu lớn nào của đội tuyển quốc gia này. Ông hy vọng hậu bối sẽ không lâm vào bi kịch như mình. Thật tiếc khi tôi chưa từng trải nghiệm một Euro hay World Cup nào và tôi thực lòng mong trường hợp này không lặp lại một lần nào nữa với một ngôi sao đầy năng lực. Virgil đã chơi tốt trong thời gian qua, cậu ấy là một trung vệ giỏi, một đội trưởng thực sự và xứng đáng được chơi ở World Cup, Kuijers nói. Kể từ khi trở lại đội tuyển Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic đã quen với việc tỏa sáng trên sân để giúp đại diện Đông Âu giành chiến thắng. Nhưng lỗi hành vi trong trận đấu mới nhất sẽ khiến anh vắng mặt trong một trận đấu tại vòng playoff sắp tới của Thụy Điển. Ibra đã nhận một thẻ vàng, đó là một lỗi hành vi đầy xấu xí khi anh đánh lén Cesar Aspilicueta. Thẻ vàng thứ hai ở vòng loại châu Âu khiến Ibra bị treo giỏ. Dù đã 40 tuổi, nhưng sự góp mặt trên sân của Ibra vẫn không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn cả chuyên môn nữa. Anh vẫn là trung phong hàng đầu của Thụy Điển, thế nên sẽ có những lo lắng rằng án treo giò này có thể dẫn đến sự vắng mặt của chính anh ở vòng chung kết World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Trước đó, Thụy Điển chẳng thể làm gì khác hơn việc ngậm ngùi chấp nhận đứng thứ hai ở bảng B khi chung bảng với một Tây Ban Nha được đánh giá mạnh hơn. Họ thực tế đã loại được Hy Lạp, khiến nhà vô địch Euro 2004 không được dự World Cup. Nhưng sau đây vài tháng nữa, Thụy Điển sẽ còn phải chiến đấu cật lực để giành được tấm vé vớt. Cũng như Thụy Điển, xứ Wales đã biết trước số phận của mình khi ở bảng E cùng một đội tuyển Bỉ quá mạnh. Khoảng cách 5 điểm kém hơn khi bảng đấu này còn một lượt trận nữa là khép lại, chính là chứng minh hùng hồn. Loạt playoff sẽ ở trước mắt xứ Wales vào tháng 3 tới và đấy sẽ là cơ hội tiếp theo cho họ trong việc giành quyền dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1958. Phải, Bale và các đồng đội từng hai lần vượt qua vòng loại Euro, nhưng thế hệ của anh thì chưa bao giờ có cơ hội chơi ở World Cup. Với tư cách người từng 4 lần vô địch Champions League cùng Real Madrid ở tuổi 32, đây có thể là cơ hội cuối cùng để ngôi sao lớn này tìm kiếm tấm vé đến đấu trường huyền thoại mà mọi cậu nhóc yêu bóng đá đều mơ được đặt chân đến. Và cuối cùng, nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là một cơn địa chấn mang màu sắc thảm họa trong lòng các fan bóng đá trên toàn thế giới nói chung. Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và ở tuổi 37 và năm sau, Qatar 2022 có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Nhưng tất nhiên là nếu anh được tham gia. Ronaldo đã rơi nước mắt khi Bồ Đào Nha thất bại ở trận cuối cùng vòng loại trước Serbia, để rồi phải chơi loạt playoff đầy may rủi vào tháng 3 tới như đã nói. Bàn thắng quyết định ở phút 90 của Aleksandar Mitrović đã giúp Serbia hạ Bồ Đào Nha ngay trên sân khách để định đoạt số phận khó lường của bảng A và khiến chủ nhà như chết lặng. Còn riêng Ronaldo, người đã thường xuyên thực hiện các pha giải cứu Manchester United ở mùa giải này, đã không thể ghi được bàn thắng nào phút bù giờ để cứu rỗi đội tuyển quốc gia. Bồ Đào Nha vẫn còn khả năng giành vé dự vòng chung kết World Cup ở loạt playoff, nhưng chưa bàn đến số lượng vé vớt ít ỏi ấy. Điều tiên quyết họ cần lấy lại là phong độ cùng sự quyết tâm. Seleção châu Âu sở hữu chất lượng đội hình đáng kinh ngạc, nhưng họ lại phải vật lộn khi đối đầu với những sự phản kháng mạnh mẽ của các đội được đánh giá thấp hơn trong thời gian qua. Chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn là nếu Cristiano Ronaldo vắng mặt ở World Cup, rất nhiều hào quang sẽ vụt tắt trước thềm giải đấu, ngay cả khi quả bóng ấy chưa lăn.